quý vị, phần đầu chúng ta đã được nghe những cảm xúc, chia sẻ của các anh chị cựu học viên. Vậy còn các bạn học viên đang theo học, các bạn tân sinh viên thì sao ạ? Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe những cảm xúc đến từ bạn Hoàng Ngọc Quý, học viên lớp CP14. Bạn Hoàng Ngọc Quý, tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng, đã công tác trong ngành ngân hàng được một thời gian. Tuy nhiên thì công việc không mang lại sự thỏa đam mê công nghệ thông tin của bạn. Vào năm 2017, bạn đã quyết định theo học tại NIT ICT Hà Nội để theo đuổi đam mê của mình. Và sau một năm học thì hiện tại bạn đang làm part time tại một doanh nghiệp phần mềm. Vâng, xin mời bạn Hoàng Ngọc Quý lên sân khấu ạ. Lời đầu tiên em xin được gửi lời quý vị đại biểu, quý thầy cô, các anh chị, các bạn lời chúc sức khỏe và thành công. Chúc buổi lễ hôm nay thành công rực rỡ. Em tên là Hoàng Quý, đang là học sinh, đang là sinh viên lớp CP14 của trung tâm. Em rất vinh dự hôm nay được lên đây để chia sẻ những cảm xúc của mình với tại buổi lễ trang trọng ngày hôm nay. Em đã từng tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng tại trường Đại học Đại Nam và đã công tác ở ngân hàng được thời gian gần 1 năm. Tuy nhiên là với niềm yêu thích công nghệ thông tin và có một tình yêu riêng dành cho công nghệ thông tin, nên là em luôn thích thú với những sản phẩm mà mang giá trị dành cho cộng đồng. Vì thế nên là đi làm ngành ngân hàng tuy tương đối ổn định nhưng em quyết định học lại để có một công việc đúng với sở thích của mình hơn. Nên là những cái khoảng thời gian khi lựa chọn các trường thì đúng là em đã có duyên với NIT ICT Hà Nội. Trong quá trình học thì em thấy có sự khác biệt rõ ràng giữa hai môi trường. Ở đây chúng em được học chuyên ngành, các thầy cô chia sẻ và giúp đỡ rất nhiệt tình, định hướng cho em dựa trên khả năng của em đã có. Mặt khác, môi trường học cũng khác, từ số lượng học viên trong một lớp, phòng học, công nghệ và tiếp cận hay là cách thức thi hết môn của hệ thống đều mới lạ so với lại chương trình đại học. Thì sau 1 năm, nhờ sự giúp đỡ và định hướng của các thầy các cô, em hiện đang làm part time tại công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ ASD. Ở đây em đã được học hỏi rất nhiều và đã được làm dự án cùng với lại các bạn và các anh chị trong công ty. Trong thời gian tới em sẽ cùng hội sinh viên của nhà trường hướng dẫn và chia sẻ với các bạn học viên về công việc em đang theo đuổi và những cái kinh nghiệm của em trong quá trình học tập. Hôm nay nhân kỷ niệm 16 năm thành lập và khai giảng năm học mới, em xin kính chúc các quý vị đại biểu, quý doanh nghiệp, các thầy cô và các bạn sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Đặc biệt em xin chúc nhà trường thành công hơn nữa trong công tác đào tạo. Em xin chân thành cảm ơn.